Hello, xin chào anh chị. Hôm nay em lại về thêm Nokia 6131. Đó. Trong hộp. Máy mới nha, đã mở mạng cho tiếng Việt đầy đủ. Đó, sách hướng dẫn. Bên trong là cục sạc, cực nhỏ. Cục pin 4C zin. Đó. Và con này em đã bỏ sim sẵn rồi. Đó, tai nghe zin chưa xài nha, bỏ đây. Đó, mở nguồn. Đó. Tiếng Việt đầy đủ anh chị. Sóng là lên liền không? Chuông rất lớn nha, con này chuông lớn lắm. Mua xài bao phê. Đó, nhà bạn Ogan nè. Đó. Nắp lưng Ogan nè. Thấy không? Ngày xưa bóp này mở xài nè, đó. Kiểm tra đầy máy nè. Nguồn đó, anh nào thích alo cho em nha.